Xin chào các bạn nhé, chào An thì với video tiếp theo mình chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một con diều xương cá mập nha các bạn. Đây chính là con diều xương cá mập. Đấy, một con diều 3m nên cho một ông anh ở Bắc Ninh các bạn nhá, cùng với một bộ sáo bò. Đây là một sáo bò miệng đỏ. Hôm trước là mình có quay rất là nhiều bộ sáo bò thế nhưng mà bán gần hết rồi các bạn nhá. Đây là bộ sáo này là hôm nay là nên cho ông anh D khoảng độ là D50 các bạn nhá. 47 48 nhá. Giờ mình sẽ test luôn. Đây là âm mà khi bên dưới thì nó kêu thế rồi nhưng mà nên trời nó lại khác. Khi em cầm cho anh. Đây quay các bạn xem chi tiết một con diều xương cá mập nhá. Con này là nèo giữa, hôm vừa rồi nên cho mấy ông anh em trong Đắk Nông. Đấy, hôm nay là lại nên cho một ông anh ở Bắc Ninh nhá. Em mời giữ cho anh với. Ở đây người ta đang phun thuốc sâu hơi quá. Căng đét luôn các bạn nhá. Mình sẽ quay cho các bạn xem con diều này mình làm căng đét luôn các bạn nhá. Đấy, xương cá mập các bạn nhìn đẹp không? Mẫu này nhiều người sẽ gọi là mẫu hoa mặt trời và xương cá mập các bạn nhé. Tựa tựa như nhau ấy. Là mình làm căng đét luôn. Vải này là vải lip top xịn luôn các bạn nhé. Các bạn xem vải lip top xịn nhé. Khi mà ra nắng thì căng ra. Đấy, lạnh con co lại. Các bạn thấy không? Đẹp không? Giờ là mình sẽ thả con diều này cho các bạn xem luôn nhé. Hôm là anh ấy bảo là thả con diều này bao bão cho anh. Thế nên là mình đã làm và làm rất là kỹ luôn các bạn nhé. Con này là giờ sẽ mắc bộ sáo lên á. Đây đây. Đang tìm bão nhưng mà chưa có bão được các bạn nhé. Chỗ mình dạo này không có bão, không săn rông như ở trong Đồng Nai, Biên Hòa được. Đấy. Giờ là mấy anh em ở trong Đắk Lắk đây này chơi thường thường săn bão kinh lắm. Mình thì cái này mình chỉ thả gió ở chỗ mình, gió vừa tầm thôi. Test diều cho các bạn xem nhá. Cái này là về anh thích mắc lên bộ sáo nào nó dài dài cọc tí nhá. À cái bộ à quên, anh mua sáo này. Thì bảo mắc lên bộ sáo nào. Cái này là hơi bị hụt tí này. Chắc có lẽ tí là về mình sẽ nối cho anh cái phần cọc này nhá. Đây. Nối phải nối đấy, không nối là nó nhìn nó hơi bị cao nhỉ. Kiểu hơi cao tí đúng không? Phải chỉnh lại thôi. Giữ cho anh. Nếu mà nó bị cao mình sẽ phải chỉnh lại cho nó ngắn đi thì sáo này nó mới đứng. Sáo đứng kêu nó mới to được chứ còn mà chằng sáo mà để cho nó thấp thấp xuống là không nghe thấy sáo đâu các bạn nhé. Rồi đưa anh nào. Buộc hai lớp xong. Buộc hai lớp rồi mình mắc vào luôn đây. Đây là sáo gỗ mít nha. Sáo gỗ mít kêu cho các bạn xem nghe bộ thẩm âm bộ bò nhá. Bộ bò chỉ còn mấy bộ thôi. Các bạn nào mua thì sẽ được giá rẻ hơn nhá. Lúc trước thì mình những cái bộ đẹp đẹp là giá mình để nguyên giữ giá cho các bạn chơi. Đấy, thế là nhiều bạn mua hết rồi. Đây còn mua mấy bộ nữa. Giờ mắc tạm con này nên tí về mình sẽ nối cái cọc cho dài ra về anh chơi cho thoải mái hơn nhá. Như mình cái gì mình cảm thấy là nó không vừa ý mình phát là mình phải làm cho nó đẹp luôn. Ấy, gió đấy, có gió rồi. Con này anh nghĩ là nên đấy. Nên phát lên luôn đấy. Khiêm thấy cái này nè đâu? Có. Cũng phê đấy. Càng đét thì đẹp luôn. Nâu luôn. Nâu là mấy cái mẫu diều mặt trời này các bạn ạ, gần như là nhiều anh em toàn chơi NV thôi. Giờ tới có mấy ông em lại ở Đắk Nông nữa, cũng chơi toàn NV thôi các bạn nhé. Kiểu như cái mẫu NV ra vài năm rồi, 2 năm trở ở đây nó lại hot lại các bạn. Gần như là cứ ai chơi NV nó hot, hot hơn hot rồi nhé. Đấy. Đây là cách buộc sáo của mình. Bạn nào xem được thì xem, không xem được thì cũng phải xem nhá. Mình là mình không chuyên sâu về cái cách buộc sáo này đâu nhưng mà mình buộc kiểu gì thì nó cân kiểu đấy luôn. Giờ là lên luôn cho các bạn xem nhá. Em ơi, giữ rồi. Xem mèo nó ổn chưa? Ổn đấy. Giữ lại nào. Đây các bạn nhá. Cháu quay gần này đây cho các bạn xem. Giữ đầu này. Giữ phần này giữ mà. Giữ mày quay cơ mà. Ừ, đang cầm máy quay thì giữ máy quay chứ. Đây các bạn nhá, mình sẽ giữ cho bạn xem để mà phần nèo mà để cho nó cân nhá. Các bạn con nhìn thấy cái phần giữa này không? Các bạn kéo nhích cho mình lên khoảng đây khoảng độ 1 phân thôi nhá. Vuốt này. Đúng 1 phân rồi. Như vậy là ok rồi nhá, vuốt lên 1 phân này. Còn nếu mà nèo vẫn nùn thì các bạn nhích lên một tí nữa là 1 phân rưỡi hoặc là 2 phân. Như mình cứ nhích lên khoảng độ là 2 phân đi cho nó, nếu mà xem nó bị cất quá thì mình lại chỉnh xuống nùn xuống một tí nữa.
neo thì nằm chuẩn thì phải cho vào giữa. Neo mà để nghiêng như thế này xong là nó sẽ nánh rơi vào người ta, lúc đấy là các bạn đừng có kêu nhá. Mà chẳng ai lại mà đi cho nèo ra bên cạnh này đúng không? Phải cho vào giữa này. Chỉ trừ khi nèo liều không cân thì mới cho nánh sang đây. Giờ đâm luôn các bạn nhá. Từ từ anh xem. Ok, cân giữa rồi đấy. Mình sẽ dùng một cái loại dây, đây chính là loại dây diều 1.8 nha các bạn nhá. Thả diều 3 mét là ok luôn. Xong anh này mua mỗi mua một diều và một bộ sáo, test luôn cho anh. Anh định lấy con 2 mét nữa nhưng mà con 2 mét là diều carbon độ tre. Không biết là của nghệ nhân nào. Anh em nào cùng biết thì bình luận xuống phía dưới bình luận nhá. Đây, giờ lên luôn con này cho bạn xem nhá. Xem là nó có ok không. Hoa mặt trời và xương cá mập kết hợp. Nhưng mình nói cái này là xương cá mập đi. Tại là cũng nhiều người nói xương cá mập lên đây nè. Đi cháu ơi. Con bò này mà nó có kỹ năng phản nhức đầu không á. Không lên được. Không có gió các bạn. Thả bão thì thả được nhưng mà không có gió thì thả cái gì không biết nữa. Ôi, gấp rồi. Gió rồi. Thôi. Có khả năng kéo xuống rồi các bạn ạ. Kéo xuống rồi nhé. Test con này cứ một phát là nên chuẩn, một phát là chăm chăm luôn các bạn ạ. Thank you.
ok ngay. Thôi, hết sạch gió luôn. Tầm này chỉ có thả diều không là cũng nên được các bạn nhé. Thế nhưng mà thôi, test diều như thế này là ổn lắm rồi. Test diều cho ông anh xong rồi nhá. Đấy, mình test xong bộ bò cũng như là chiếc diều này là cũng đúng lúc là hết gió luôn. Với cả trong mấy ngày này chỗ mình không có gió mấy cơ, nên là việc thả diều đối với mình hơi bị khó khăn tí các bạn nhé. 2m là nhận theo yêu cầu trở nên, còn 1m7 là mẫu cố định, là diều mấy cái mẫu diều in nhiệt các bạn nhé, giá lẻ đấy. Con này nên ngon, căng đét đẹt luôn. Bạn nào cứ tin tưởng mình chơi những sản phẩm như này, đợt vừa rồi là mấy bạn trong miền Nam cũng là chơi khá là nhiều đấy. Nên là chơi mình cảm thấy là rất là vui khi mà nạp được những cái con diều, tạo ra những sản phẩm hay cho các bạn chơi, trải nghiệm rất là thú vị luôn các bạn nhá. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.